Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng. Đại diện vụ Đông Nam Á, Nam Á, Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao cho biết thông tin nêu trên tại cuộc họp ngày 4 tháng 1. Theo đó, đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ xác minh nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được cho là do trụ trì tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami mang tới trưng bày tại chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh cuối tháng 12 năm 2023. Công tác quản lý nhà nước và Phật giáo Myanmar với xá lợi tóc Đức Phật cũng được đại sứ quán làm rõ. Sau sự việc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng giải trình nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật. Tuy nhiên nhà chùa khẳng định xá lợi của Đức Phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của Đạo Phật. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm vi phạm của Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh theo pháp luật và hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ trưởng Thắng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam nghiêm khắc chấn chỉnh những hoạt động của Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, không để ảnh hưởng đến ổn định xã hội và uy tín giáo hội tỉnh Quảng Ninh sớm có thông tin chính thức và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến vụ này. Vừa qua, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã sám hối trước chư tôn Đức Thường Trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện quốc tế trong một năm. Ông Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban, Ban Dân vận Trung ương cho hay đây là sự việc cần phải quan tâm giải quyết. Theo ông Phới, quan điểm đảng chỉ đạo là tôn trọng, bảo đảm, tạo điều kiện cho các hoạt động thuần túy tôn giáo, khuyến khích hoạt động ích nước, lợi dân, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm pháp luật, không để tái diễn các vi phạm tại chùa Ba Vàng. Phó trưởng ban Ban dân vận Trung ương đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và sớm chấn chỉnh các hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Ông Phới cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam giả soát các hoạt động của chùa Ba Vàng để xử lý nghiêm minh, đồng thời thông tin tới dư luận những vấn đề dư luận thắc mắc, bảo vệ thanh danh, sự tôn nghiêm của giáo hội, bảo vệ di sản Đức Phật để lại. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm tránh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho hay, Giáo hội Quảng Ninh rất buồn vì ba lần lên họp để giải quyết chùa Ba Vàng. Việc chùa Ba Vàng rước tổ chức cho chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật, nhà chùa không báo cáo và xin phép nên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh không biết. Cũng theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, dư luận nhiều chiều khác nhau, có người ủng hộ, có người phản đối, có người lên án đề nghị giáo hội kỷ luật nghiêm minh, đề nghị nhà nước vào cuộc xa sao. Chùa Ba Vàng tổ chức nhiều việc chưa đúng quy định của pháp luật và hiến trương của giáo hội. Thượng tọa Thích Đạo Hiển đề nghị Trung ương giáo hội, các cấp, các ngành có cách thức điều chỉnh đối với chùa Ba Vàng để đi vào quỹ đạo tốt đạo đẹp đời, cần xử lý kiên quyết, đúng, bảo đảm sự ổn định. Nhiều ngày qua, dư luận xã hội quan tâm tới sự việc chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật được nhà chùa giới thiệu là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương nhân người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Vật thể kể trên do đoàn chư tăng Myanmar cung dước sang Việt Nam nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, theo lời mời của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Hoạt động trưng bày vật thể từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023 đã thu hút hàng chục nghìn Phật tử, người dân từ nhiều địa phương trong cả nước tìm đến Chùa Ba Vàng để chiêm bái, Đồng thời, với 259 tin bài được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội cũng liên tục cập nhật thông tin xung quanh vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật đã gây xôn xao dư luận, trong đó có nhiều ý kiến hoài nghi về nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật này.